để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng một cách trọn vẹn thì nhiều siêu thị và trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch phục vụ trong dịp Tết. Một số nơi còn mở cửa xuyên suốt để người dân tiện mua sắm. Để tiện cho người dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán thì các siêu thị và trung tâm thương mại lớn trong thành phố đã lên kế hoạch tăng cường phục vụ dịp Tết. Các nhà bán lẻ quen thuộc như Big C, Crescent Mall, Aeon Mall Nhật Bản, v.v. đều sẽ phục vụ đến trưa 29 Tết và mở cửa lại vào sáng mùng 3 Tết. Khu vực siêu thị Lotte Mart vẫn phục vụ trong mùng 1 Tết từ trưa chiều đến tối. Mùng 2 mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối và hoạt động bình thường kể từ mùng 3. Một số chuỗi bán lẻ như Co.opmart, Maximax vẫn chưa có lịch nghỉ Tết cụ thể, nhưng đã cam kết sẽ tăng cường hoạt động trong ngày Tết để phục vụ cho người dân.